Chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Huệ Anh. Và mình là Hoàng Anh. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chút về cái khi máy mà các bạn bị rơi vào nước ấy, thì đa số bây giờ các bạn là đem phơi hoặc cho vào thùng gạo. Sau đó là cứ nghĩ là nó như vậy là nó đã giải quyết được cái việc bị nước rơi vào rồi, sau đó là lại lắp pin vào. Và khi lắp pin vào thì lại không thấy máy lên, bật nguồn lại không lên. Lại cho rằng là máy bị hết pin, sau đó lại cắm sạc. Thì như thế ấy, thì thứ nhất là máy chưa được xử lý hết nước ở bên trong và đã lắp pin vào thì đã gây ra chạm chập rồi. Và khi mà cắm sạc nữa thì điện từ cái củ sạc nó lại tiếp tục nó vào cái phần sạc, nó làm chập cái mạch sạc của máy. Vì thế mà ở cái video mình này mình chia sẻ là các bạn là khi mà các bạn mà máy mà rơi nước ấy thì tốt nhất là các bạn tháo pin. Và nếu mà tháo được máy ra thì các bạn tháo. Thế xong rồi sấy khô, xử lý sạch sẽ hết nước đi. Sau đó nhìn xem là có chỗ nào nó bị teng, bị xỉn thì lấy bàn chải. Lấy cái bàn chải đánh răng ấy. Các bạn vệ sinh cho nó sạch. Sạch sẽ đi. Sau đó là nếu mà có xăng thơm thì các bạn dùng xăng thơm, sau đó dùng cái bàn chải đánh răng vệ sinh cho thật sạch. Thế xong rồi là lấy máy sấy sấy lại một lần nữa cho thật khô. Kể cả ở trên màn hình nhé, ở trên màn hình cũng có mạch điện, cũng có các IC, các con tụ con trở. Các bạn cũng phải làm cho nó sạch khô. Sạch khô hết nước. Và đây này, ở trên màn hình nhé, cũng có IC này, con trở con tụ ở đây này, và cái chân collect này. Để kiểm tra tất cả chỗ nào mà bị teng, bị nước vào thì phải vệ sinh sạch sẽ và cho khô ráo, sau đó rồi hãng lắp vào. Còn nếu như các bạn không tháo được máy ra thì tốt nhất là mang đến thợ, mang đến cửa hàng gần gần bạn làm cho nhanh đó, để tránh được cái lỗi phát sinh do chính các bạn làm gây lên, do đó là lại tốn thêm tiền. Ví dụ như khi mà đơn thuần chỉ rơi nước, sau đó mang ra thợ người ta tháo ra, người ta sấy vệ sinh sạch sẽ thì cùng lắm là chỉ mất là 150.000 thôi. Đấy, nó tùy thuộc vào cái máy của bạn nó khó tháo hay là dễ tháo nhé. Một số những con máy như các dòng G7 Pro này, ví dụ đơn thuần là một con G7 Pro, khi tháo là phải tháo cái màn hình này ra trước, sau đó là mới tháo ốc ra. Đây, G7 Pro đây, Samsung Galaxy G7 Pro đây. Khi tháo là phải tháo màn hình ra. Tháo màn hình ra như này. Tháo màn hình ra như này. Thế xong rồi là mới tháo ốc ở đây ra. Mới tháo ốc ra. Xong rồi mới tháo được máy ra. Thì trong quá trình tháo cái màn hình ấy, cái màn hình này, màn zin của nó bây giờ là hơn 1 triệu. Tầm 1 triệu 6 đến 1 triệu 7. Thì khi làm một con máy như thế này, cái máy giá trị của cái màn hình nó đắt như thế này,
mà lại rủi ro rất cao là hỏng cái bàn này, thì người thợ phải lấy rẻ nhất là 150. Cái việc riêng cái việc sấy vệ sinh sạch khô nước cho các bạn. Còn về các bạn thấy không lên cắm sạc vào đây lại hỏng mạch sạc thì sẽ làm chạm chập hỏng IC sạc. Mình sẽ ghim cái, các bạn xem cái video này Đây nhé. Nếu như không cắm điện sạc thì nó sẽ không có điện vào cái con này, thì nó sẽ không bị xỉn ở đây. May mắn là nó còn còn có chân ở dưới này, chứ mất cái chân ở dưới này là còn mệt nữa. Giờ sẽ phải thay cái con này. Đây, cái con này là nó nằm ở đây này. Con này nó nằm ở đây. Đấy. Con này thì để lại xong rồi mai lấy chị nhé. Đây là cái ví dụ mà bị vào nước sau đó cắm sạc làm chập cháy chân IC sạc, và với trường hợp này xử lý thì phải xử lý nhẹ nhàng cũng phải 200 đến 300. Còn chưa kể nếu như nước nó vào cái phần cáp màn hình này và phần cổ cáp màn hình này làm hỏng màn hình này nữa. Đấy, các bạn không xử lý, không tháo ra, không xử lý hỏng cái màn hình này này thì có vẻ mất hơn triệu nữa. Đấy nhá, đơn giản là như vậy. Còn đây, còn cái trường hợp này là máy bị cũng vào nước, cũng Samsung. Cái dòng pin liền này thì các bạn không tắt được máy, à xin lỗi, không tháo được máy, không tháo được pin ra thì cũng ít nhất là cũng tắt cái nguồn đi và đừng bật lên cho đến khi nào mà khẳng định được là máy đã khô hết sạch nước bên trong. Đấy, và để làm được điều này thì tốt nhất là các bạn cứ mang đến thợ. Ví dụ như cái con này mà tháo ra, nó không phải tháo màn hình. Đấy, tháo ra. Nhưng mà trường hợp mà nước nó vào nhiều quá, nước nó xuống hẳn dưới màn hình này thì cũng phải tháo cả màn hình này ra. Đấy, bóc để xử lý cái phần phần IC và phần cổ cáp màn hình này cho sạch sẽ. Như con này là hiện tại là nó đang chết hẳn bên rồi do không tắt máy, không tắt nguồn và cứ để cho máy chạy cho đến khi mà nó chết hẳn. Đến thợ thì cũng đến bó tay. Đấy. Còn cửa hàng của mình thì ở ngã tư Đông Minh, đối diện trạm y tế xã Đông Minh. Nếu mà bạn nào gần thì đến quán mình. Ngoài việc sửa chữa thì mình cũng buôn bán cả phụ kiện sạc cáp tai nghe. Còn nếu như ở xa, các bạn có thể gọi điện mình tư vấn số điện thoại 0978 513 326. Mình xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.